Phiền các bạn đăng ký kênh để xem tiếp video nhé. Cuộc đời hoa hậu Thu Thủy, xuất thân danh giá, một mình nuôi hai con nhỏ ở tuổi 45. Hoa hậu Thu Thủy không mặn mà với showbiz mà tập trung cho việc kinh doanh. Cuộc sống riêng của Thu Thủy cũng nhiều lận đận, một mình nuôi hai con nhỏ. Hoa hậu Thu Thủy tên đầy đủ là Nguyễn Thu Thủy, quê gốc ở Nam Định nhưng sinh ra và lớn lên ở Hà Nội. Cô đăng quang hoa hậu Việt Nam 1994 khi vừa tròn 18 tuổi. Người đẹp cũng giành giải ứng xử hay nhất tại cuộc thi. Nàng hậu sở hữu chiều cao lý tưởng 1m72 cùng số đo 3 vòng 78, 58, 88. Cô là người đẹp có vòng một nhỏ nhất từng đăng quang tại cuộc thi này. Cũng như Bích Phương, Diệu Hoa, Hà Kiều Anh, Thu Thủy có xuất thân danh giá với cha mẹ đều là cán bộ nghiên cứu của Viện Ngôn Ngữ Học. Bố Thu Thủy là giáo sư ngôn ngữ học Nguyễn Văn Lợi. Mẹ cô là tiến sĩ Chu Bích Thu, một soạn giả từ điển ngôn ngữ. Nhờ nền tảng học thức bài bản, Thu Thủy nổi tiếng với sự mạnh mẽ, dám nghĩ, dám làm. Thời điểm dự thi hoa hậu cũng là lúc cô thi đỗ vào ba trường đại học. Cuối cùng, Thu Thủy đã chọn trường đại học ngoại giao. Trả lời câu hỏi của ban giám khảo về mong ước của mình, cô nói rằng cô muốn trở thành một nữ đại sứ. Cũng vì thế, sau khi đăng quang, Thu Thủy không mặn mà với showbiz mà chọn học tập là mục tiêu cuộc đời. Cô đã lên đường tới mỹ du học ngành quản trị kinh doanh. Trở về từ sứ sở cờ hoa. Hoa hậu Việt Nam 1994 theo đuổi con đường kinh doanh dịch vụ làm đẹp. Tuy nhiên, cô không gặp may khi liên tục thất bại, nhiều lần suýt phá sản, sạt nghiệp. Có giai đoạn, thu thủy thậm chí rơi vào trầm cảm vì không xác định được phương hướng cuộc đời. Dù vậy, cô không hối hận vì đã dấn thân vào thương trường. Tình duyên chắc trở, hai lần làm mẹ đơn thân xinh đẹp. Học thức cao nhưng đường tình duyên của Thu Thủy gặp nhiều chắc trở. Năm 2002, cô lên xe hoa với người chồng giàu có. Dù vậy, cuộc hôn nhân này chỉ kéo dài 3 năm. Sau khi ly hôn chồng, Thu Thủy một mình nuôi con trai Duy Anh. Sau nhiều thăng trầm, hoa hậu Thu Thủy hài lòng với cuộc sống mẹ đơn thân bên hai con nhỏ. Cô sống tích cực, bình lặng, tìm đến các niềm vui như tập yoga, đọc sách. Khi hai con đủ khôn lớn, cô mở thêm spa riêng để kinh doanh và làm MC truyền hình. Lối sống lạc quan cùng việc chăm chút ngoại hình giúp Thu Thủy sở hữu ngoại hình trẻ đẹp dù đã ngoài 40. Vốn nhiều lần chia sẻ về lối sống lành mạnh nên thông tin Hoa hậu Thu Thủy bất ngờ qua đời khiến nhiều người không khỏi bất ngờ và xót xa. Một thời gian sau, người đẹp bén duyên với người đàn ông khác, kết quả tình yêu là con gái Mỹ Tuệ. Dù vậy, chuyện tình ấy cũng không đem tới kết quả viên mãn. Thu Thủy tiếp tục làm mẹ đơn thân, nuôi hai con, một trai một gái. Hoa hậu Thu Thủy mất vì đột quỵ hôm nay, thông tin Hoa hậu Việt Nam 1994. Nguyễn Thuy Thủy đột ngột qua đời khiến khán giả hết sức bàng hoàng đây là nàng hậu rất được lòng công chúng bởi vẻ đẹp dịu dàng, trong sáng. Ngoài ra cô còn được ngưỡng mộ bởi nền tảng trí thức vững chắc. Nguyễn Thu Thủy sinh năm 1976 tại Hà Nội. Cô đăng quang hoa hậu Việt Nam năm 1994 khi mới 18 tuổi. Người đẹp cũng giành giải ứng xử hay nhất tại cuộc thi. Cô từng là giám khảo của cuộc thi phụ nữ thế kỷ 21. Sau đăng quang, Thu Thủy từng có thời gian du học tại Mỹ. Trở về nước, cô không xuất hiện nhiều trong các hoạt động showbiz thay vào đó dành thời gian cho kinh doanh, viết sách, làm MC. Người đẹp kết hôn hồi năm 2002 nhưng chỉ sau một thời gian thì ly dị. Cô và chồng cũ có hai con. Nguyễn Thu Thủy sinh ra trong một gia đình trí thức. Cả bố và mẹ cô đều là cán bộ nghiên cứu của Viện Ngôn Ngữ Học. Bố cô là giáo sư ngôn ngữ học Nguyễn Văn Lợi từng là phó viện trưởng tại đây. Còn mẹ cô là tiến sĩ Chu Bích Thu, một soạn giả từ điển ngôn ngữ. Cô theo học học viện ngoại giao khóa 21 sau đó từ bỏ để sang Mỹ du học ngành quản trị kinh doanh và sau đó mở thẩm mỹ viện tại Hà Nội. Em trai Hoa hậu Nguyễn Thu Thủy đau đơn vĩnh biệt chị gái kèm dòng thông báo về thời gian tổ chức tang lễ. Mới đây, em trai Hoa hậu Nguyễn Thu Thủy, anh Nguyễn Minh Thắng đã chính thức xác nhận về sự mất mát vô cùng của gia đình trước sự ra đi của người thân. Trong chia sẻ của mình, anh Nguyễn Minh Thắng cho biết, Hoa hậu Thu Thủy đã qua đời vào lúc 4 giờ 30 phút ngày mùng 5 tháng 6 năm 2021. Lễ viếng chính thức sẽ diễn ra vào hồi 10 giờ 45 phút ngày 8 tháng 6 năm 2021 tại nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội. Nguyễn Thu Thủy sinh năm 1976 tại Hà Nội. Cô Đăng Quang Hoa hậu Việt Nam năm 1994 khi mới 18 tuổi. Người đẹp cũng giành giải ứng xử hay nhất tại cuộc thi. Cô từng là giám khảo của cuộc thi phụ nữ thế kỷ 21. Sau Đăng Quang, Thu Thủy từng có thời gian du học tại Mỹ. Trở về nước, cô không xuất hiện nhiều trong các hoạt động showbiz thay vào đó dành thời gian cho kinh doanh, viết sách, làm MC. Thông tin Hoa hậu Thu Thủy qua đời khiến nhiều người bàng hoàng xót xa. Tin buồn gia đình chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin bà Nguyễn Thu Thủy, sinh năm 1976. Chỗ ở, số 20 ngõ 68 Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội. Đã mất vào hồi 4 giờ 30 phút ngày 5 tháng 6 năm 2021, tức ngày 25 tháng 4 Tân Sửu. Lễ viếng vào hồi 10 giờ 45 phút ngày 8 tháng 6 năm 2021 tại nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội. Lễ truy điệu và đưa tang vào hồi 11 giờ 45 phút ngày 8 tháng 6 năm 2021. Hoa hậu thu thủy mất vì đột quỵ hôm nay. Thông tin Hoa hậu Việt Nam 1994. Nguyễn Thuy Thủy đột ngột qua đời khiến khán giả hết sức bàng hoàng. Đây là nàng hậu rất được lòng công chúng bởi vẻ đẹp dịu dàng, trong sáng ngoài ra cô còn được ngưỡng mộ bởi nền tảng trí thức vững chắc nguyễn thu thủy sinh năm 1976 tại hà nội cô đăng quang hoa hậu việt nam năm 1994 khi mới 18 tuổi người đẹp cũng giành giải ứng xử hay nhất tại cuộc thi cô từng là giám khảo của cuộc thi phụ nữ thế kỷ 21 sau đăng quang thu thủy từng có thời gian du học tại mỹ trở về nước cô không xuất hiện nhiều trong các hoạt động showbiz thay vào đó dành thời gian cho kinh doanh viết sách làm mc Người đẹp kết hôn hồi năm 2002 nhưng chỉ sau một thời gian thì ly dị. Cô và chồng cũ có hai con. Nguyễn Thu Thủy sinh ra trong một gia đình trí thức. Cả bố và mẹ cô đều là cán bộ nghiên cứu của Viện Ngôn ngữ học. Bố cô là giáo sư ngôn ngữ học Nguyễn Văn Lợi từng là phó viện trưởng tại đây. Còn mẹ cô là tiến sĩ Chu Bích Thu, một soạn giả từ điển ngôn ngữ. Cô theo học Học viện Ngoại giao khóa 21, sau đó từ bỏ để sang Mỹ du học ngành quản trị kinh doanh và sau đó mở thẩm mỹ viện tại Hà Nội mọi người đi qua xin hãy nhấn đăng ký kênh giúp mình cảm ơn mọi người rất nhiều mọi người đăng ký kênh đi ạ à, đăng ký đi mọi người